Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức vào tuần cuối của tháng 6 năm nay, sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm 2022. Thông tin này vừa được vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Lý giải về sự thay đổi này, đại diện vụ giáo dục đại học cho biết, hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch thi diễn ra vào tháng 7. Nhưng năm nay, cuộc sống đã quay trở lại bình thường nên lịch thi cũng tổ chức sớm hơn. Tương ứng với đó, lịch tuyển sinh của các trường cũng được đẩy lên sớm hơn, để trong tháng 9 các trường có thể bắt đầu cho sinh viên nhập học và khai giảng.